sản xuất. Mẹ nhiều hỏi tôi những cái công thức bài, mẹ tôi khó. Tuy nhiên tôi trả lời những câu hỏi này thành ra lại là thằng cô duyên. Nhưng mà thôi thì dù sao thì cũng đã cho cô duyên rồi thì thôi. Quay lúc cái video này trả lời công thức bài đấy. Thì là Diễm Xu có đi du hay không ấy thì tôi chả biết đâu, tôi chỉ biết là hôm đấy tự nhiên nó đang một ngày gọi là trời mưa lâm lâm mưa mưa gọi là trời mưa ấy, thì là những cái đứa cặp đôi mà nó còn chồng hay là bọn yêu nhau ấy nó rảnh nó nhóm chơi được đấy, là nó nằm ở nhà trong giường về buồn chán không ra được ngoài mà đúng không, mưa nào ấy buồn chán thì tự nhiên thì sẽ sinh ra nhiều cái chuyện đấy, mà nhiều chuyện gì thì đấy mọi người tự hiểu đấy. Thì tự nhiên thì thấy tại mưa xong phi ra là mấy hôm sau thì thấy nó bảo nó khoe với cái Diễm, nó khoe cả tin là mọi người ạ, à, tình hình là Diễm sáng nay em thử khoe thử thì là dính 3 phạch rồi, 2 phạch rồi, 4 phạch rồi, nhưng mà quái lạ, bình thường 2 phạch này có bầu 3 phạch, 4 phạch nhau biết nên là bầu cũng phải sinh, bầu sinh đôi, sinh ba được không? Thì tôi chỉ biết câu chuyện mông lung như thế thôi, nhưng tôi chẳng hỏi sâu đấy. Đấy là cái câu trả lời tôi là xong xuôi rồi nhá. Nên là cơm thức bà thứ hai có những cái câu tính như thế thì đi hỏi lời sản xuất nhá, chứ đừng hỏi tôi. Hỏi tôi không kéo hỏi chặn như hỏi tôi là sao anh không đọc số tài khoản đi để em chuyển tiền qua em biếu anh một ít, như đấy có phải là cả nhà cùng vui không, toàn đi hỏi tên đấy gì không. Nhưng tôi nói thật, tôi chẳng cần ai chuyển khoản của tôi đâu, nhưng mà tôi mới mở một số tài khoản ngân hàng ACB là 111 3787 đấy, chủ khoản của tôi ai có lòng tốt chuyển không ít gọi là đôi lết đấy không. Rồi thì hôm nay chuyên mục đến đây, ai có vẫn còn chuyên mục bức xúc nữa là về chị cứu chúa Coron Coron là đấy. Thì các bạn ạ, tình hình là tôi nó biết cộng đồng mạng Việt Nam thế nào chứ, mới qua một đêm mà tôi thấy tiếp 10 bà thì đến 9 bà nó đang chửi rủa các thứ. Thế sáng hôm sau 10 bà thì đến vẫn 9 bà đấy lại đăng lên của tôi chửi người ta nữa. Mẹ các bà cũng chửi cho cố là phải xong các bà để chửi người ta nữa. Cho nên là tôi nói thật là những cái bà mà buôn dưa lê bán dưa chuột ấy, trong những cái ngày này là những cái bà mà mồm 5 nước 30 10 nhá là đừng có ra đường, nhớ chưa. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 nên tôi cũng chúc tất cả các bà có một ngày 8 tháng 3 là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhá, mà nhất là không được ra ngoài, ai có công việc gì cũng thật là quan trọng ấy là ra ngoài, và không quan trọng đừng ra ngoài, và ra ngoài ấy, thì nhớ đeo cái lọ móng vào, không sợ người ta chỉ là gì đâu, lọ móng là không sợ ấy đâu. Quên mất là chó nó có móng tắt, thế là đeo khẩu trang vào ấy, xong là đi ra ngoài xong rồi về lại nhớ rửa tay bằng xà phòng Lifebuoy nhá, có 5.000 một cục thôi, đừng tiếc tiền mua đấy. Còn nhất là những bà nào mà có người yêu ấy, tốt nhất là ngày này cháu lên đi chơi thật, mẹ không dính cái hút corona thì kiểu nhéo dính nó lòng lòng thì bắn tứ tung đấy. Cho nên tốt nhất là những ngày này các bà ở nhà, mẹ hãy làm một người phụ nữ Việt Nam thông minh, và trong cái giờ phút mà dịch nha đang hoành hành khắp nơi này nhá, đừng để mấy thằng mắt như này, à quên nhầm cái này thì lại xúc phạm với anh Việt Nam mắt quý ấy, nhưng mà gọi là đa số là không biết mắt này tôi nói nước nào cái gì đấy, là mấy thằng trẻ trâu nước đấy đang chửi thì ở bên mình ác lắm. Hôm nay tôi đọc mấy bài báo mấy trẻ trâu bảo chửi ác lắm, mà tôi toàn lên Google dịch, tôi dịch ra tiếng Hàn nó bắt đầu tôi chửi lại thôi đấy. Cái video tôi chỉ ngắn gọn vậy thôi.